Nếu các bạn đã từng đọc bài viết về sự khác nhau trong suy nghĩ giữa đàn ông và phụ nữ của tôi thì chắc chắn sẽ quen thuộc với điều sau. Đàn ông có thể tách biệt rõ ràng giữa tình dục và tình yêu. Tôi xin phép dùng điểm trên để bàn về cái tính muôn thuở mà chị em hay gán cho chúng tôi, cánh đàn ông, tình dê. Tôi lại xin nhắc lại rằng mẹ tự nhiên đã lập trình cho chúng tôi một nhiệm vụ mà chúng tôi không bao giờ ngừng thực hiện kể từ lúc dậy thì cho tới lúc chết: tìm kiếm đối tượng giao phối để tăng số lượng nòi giống. Đó là bản năng của chúng tôi, là phản xạ vô điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi không thể nào cưỡng lại bản năng đấy. Đó là lý do tại sao khi đi trên đường, chúng tôi trong vô thức ngay lập tức định vị những cá thể được xếp vào giống cái trong tầm nhìn của chúng tôi. Với chúng tôi, đó là tiếng gọi của bản năng, và đôi khi chúng tôi còn không nhận ra là bản thân đã đi theo tiếng gọi ấy. Và nó hoàn toàn không làm sức mẻ gì với tình yêu mà chúng tôi dành cho các chị. Ấy vậy mà, với các chị, đó là tia gái, là không trung thủy, rồi các chị lại làm ầm lên. Đúng, nếu người con gái đó xinh đẹp, chúng tôi thừa nhận rằng sẽ nhìn người ta lâu hơn một chút. Ai cũng thích cái đẹp, cũng giống như các chị nhìn dai Hàn hay là hú lên khi thấy dai Tây thôi. Đúng, nếu người con gái đó có những đường cong quyến rũ, trong đầu chúng tôi sẽ có những suy nghĩ vô thức mà các chị em hay gọi là tục tĩu, là thú tính. Ồ, giá như tôi được ABC XYZ với người đó nhỉ? Thú tính cũng phải thôi, bởi đó chính là bản năng con trong hai chữ con người của chúng tôi. Nói thật, chúng tôi có những suy nghĩ như vậy thường xuyên với bất cứ người con gái nào chúng tôi thấy hợp mắt, trong đó có các bạn. Không có nghĩa là chúng tôi sẽ ABC XYZ với tất cả bọn họ. Vì sao? Vì phần người, phần lưu giữ và nhắc nhở những giá trị đạo đức, những điều luật đã ngăn cản chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của mẹ tự nhiên ấy. Phần người khiến chúng tôi phải đấu tranh với bản năng con hàng ngày. Hàng ngày đấy các chị em ạ. Các chị không thể tưởng tượng được một sinh vật được thiết kế để đi tìm và giao phối càng nhiều càng tốt lại chỉ được giao phối với một con người duy nhất khi bước vào một mối quan hệ đâu. Đương nhiên, nó không ác liệt hay lộ rõ ra bên ngoài như cai thuốc viện. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ảnh gái xinh trên mạng mà các chị hỏi các anh là có muốn ABC XYZ với mấy ẻm ấy không ấy, mà các anh bảo là không thì là các anh nói dối đấy. Chẳng qua chúng tôi là con nhưng cũng là người, nên chúng tôi mới kiềm chế được việc truy lùng thông tin của các ẻm, rồi nhắn tin đưa đẩy tà lưa để đạt được mục đích giao phối thôi. Nói vậy để các chị em thấy được rằng các chị hay nói chúng tôi dê thì chúng tôi cũng nhận luôn là chúng tôi dê thật. Có dê gái thì mới làm chúng tôi là đàn ông, chúng tôi có dê mới làm các chị em chết mê chết mệt chứ. Tuy nhiên, cá nhân tôi cũng có thể là nhiều anh em chiến hữu khác nữa tin rằng cái việc dê này chỉ nên là ý nghĩ, và nếu thể hiện ra thành hành động thì cũng với đối tượng phù hợp với pháp luật, đạo đức và các phép tắc cư xử. Các anh nào đi đường mà cứ nhìn chằm chằm vào gái hay dở giọng chọc ghẹo, hay các anh đó có người yêu hay vợ rồi mà lại đi theo tiếng gọi của mẹ tự nhiên để tăng tịu với người khác, là các anh lúc đó đã để phần con lấn át phần người rồi. Những lúc bị cám dỗ, các anh hãy tự hỏi mình là con người hay con thú. Một điều cuối, nếu chúng tôi đang trong một mối quan hệ tình cảm với các chị mà các chị vô tình bắt gặp chúng tôi liếc nhìn một cô gái nào đó, các chị có quyền ghen. Thực ra ghen là điều dễ hiểu và chứng tỏ rằng các chị đang yêu chúng tôi. Nhưng làm ơn đừng thổi phồng nó lên rằng chúng tôi không còn yêu các chị hay chúng tôi không trung thủy. Như vậy oan cho chúng tôi lắm. Mặt khác, các anh cũng cố gắng hết sức để không bị các chị bắt gặp vào những khoảnh khắc như vậy nhá. Khó xử lắm đấy. Hãy như tôi đây, nhìn thấy đối tượng từ xa rồi cố dùng khả năng kiểm soát bản thân để không nhìn vào người ta khi người ta lại gần. Như thế thì đố cô người yêu đang đi bên cạnh phát hiện được. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.